Tôi hưởng Medicare cho đến ngày hôm nay đã gần 10 năm. Tuy nhiên vẫn còn một số thắc mắc và lo âu mà tôi nghĩ rằng đây là thắc mắc và lo âu cho tất cả những người hưởng Medicare cho tôi. 100.000 tiền bệnh viện. Trời trời trời, mình phải trả 20.000. Medicare cover 80% thôi. Trời ơi, tiền đâu mà trả thôi. Chết sướng hơn nè trời. Cái gì mà bậc A, bậc B, bậc D? Trời ơi, rồi gì? PPO, rồi HMO, Supplement, trời ơi, nhức cái đầu quá. Thiệt à? Lương hưu tôi có khoảng 1.000 đồng, nhưng đã bị Medicare trừ hết 134 đồng. Có cách nào mà tôi không phải trả số tiền này không? Nếu tôi đang lãnh tiền già, tôi có Medicare, như vậy là tôi không được quyền có tài sản hả? Ủa? Mà Medicare có cover răng mắt mình không? Tôi không có Medicare thì phải làm sao cho an toàn đây? Xin đừng lo, đó là mối quan tâm chung cho hầu hết các quý vị cao niên. Xin vui lòng gọi cho Thư Hiền 713-900-9999.